Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư và đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu về tử vong. Đây không chỉ là vấn đề y tế mà còn là vấn đề kinh tế, gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình người bệnh. Nhìn tổng quan trên bản đồ ung thư thế giới, tỷ lệ mắc ung thư của Việt Nam thuộc nhóm cao top thứ 2 trên thế giới. Năm 2018, tại Việt Nam có khoảng 165.000 ca ung thư mắc mới, gần 115.000 trường hợp tử vong và hơn 300.000 người đang phải chung sống với căn bệnh ung thư. Dự báo con số này sẽ vượt 200.000 người vào năm 2020. Đứng đầu về tỷ lệ tàn phế, mỗi một năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca mắc mới đột quỵ, gần 50% số người mắc bệnh tử vong. Trong số 50 bệnh nhân được cứu sống, chỉ 10% phục hồi hoàn toàn, 90% còn lại phải chung sống với các di chứng. Tỷ lệ nam giới bị đột quỵ cao gấp 4 lần nữ giới. Đột quỵ trước đây được coi là căn bệnh của tuổi già, nhưng những năm gần đây khoảng 25% ca đột quỵ xảy ra ở những người trẻ. Đột quỵ ở người trẻ đang tăng gần 50% trong vòng 12 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 20 năm, khi phim Hàn Quốc được chào đón tại Việt Nam, kèm theo đó là rất nhiều những cái thắc mắc của khán giả Việt Nam rằng là các nhân vật ở trong phim Hàn Quốc thì thường bị đột quỵ, thường bị ung thư. Phim như vậy thì thật là buồn và không có một cái kết cục có hậu. Đến nay trong thực tế cuộc sống và trong phim ảnh của Việt Nam thì một số người bị ung thư và đột quỵ ở tuổi còn trẻ là những người mà nổi tiếng hay là những người mà có học thức cao trong xã hội, cũng như là những người bình thường diễn ra rất là nhiều. Và để cho quý vị hiểu về ung thư và đột quỵ thì chúng tôi mời tới trường quay một vị khách mời, đó là tiến sĩ bác sĩ Vũ Đình Thắng. 37 năm gắn bó với ngành y, nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2014, nhận giải thưởng nhà nước với công trình nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, Trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhân dân 115, Phó trưởng bộ môn hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp Bệnh viện Gia An 115. Ông chính là bác sĩ tiến sĩ Vũ Đình Thắng, người đã giúp hàng nghìn bệnh nhân vượt qua cửa tử. Khách mời của chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Đình Thắng, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhân dân 115. Thưa ông, là một người đã gắn bó rất là nhiều năm với ngành y, rất là nhiều kinh nghiệm về căn bệnh ung thư và đột quỵ, thì xin hỏi bác sĩ là đột quỵ là gì và những cái nhận biết ở nhà của khách hàng khi mà bị đột quỵ thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào? Thì đầu tiên tôi xin nói đột quỵ là cái từ người ta chủ yếu người ta dành riêng cho những cái tai biến mạch máu não. Khi mạch máu não nó có thể là nó bị tắc lại thì chúng tôi hay gọi là nhồi máu não hoặc nhũn não, hoặc là nó vỡ ra thì nó sẽ gây ra chảy máu não, và chúng tôi gọi chung cái từ đó là đột quỵ. Cái nguyên nhân gây đột quỵ thì phần lớn trong mạch máu, trong quá trình sống của con người ta thì nó có những cái mảng chúng tôi gọi là vữa sơ động mạch, và vữa sơ động mạch đó thì nó càng ngày nó càng tiến triển và đến lúc nào đấy nó có thể gây ra tắc mạch máu hoặc là nó làm cho mạch máu nó dễ vỡ. Thì thường có 5 nhóm người mà chúng tôi thấy hay bị vữa sơ động mạch. Đó là những người cao huyết áp, tiểu đường mà điều trị không tốt, rồi những người là béo phì hoặc là mỡ máu cao, hoặc là những người mà hút thuốc lá, hoặc là những người lười vận động, thì đó là những người mà rất dễ bị vữa sơ động mạch và dễ bị đột quỵ. Đột quỵ nhận biết rất là đơn giản. Tức là khi mà, bởi vì cái não của mình nó phụ trách về những vấn đề về thần kinh, cho nên khi bị đột quỵ thì phần lớn nó có những biểu hiện về thần kinh. Đặc biệt là bị một, thường nó bị một nửa bên thôi. Ví dụ như méo miệng, ví dụ như nói đớ, ví dụ như yếu tay, yếu chân, liệt nửa người, hoặc là những trường hợp nặng thì có thể là hôn mê, co giật, rồi thì nó có một cái dấu hiệu rất đặc trưng là tiêu tiểu, không tự chủ. Với những cái mà trường hợp mà khi mà chẳng may mà bị mắc đột quỵ ấy, thì hiện nay thì chúng ta đang có những cái giải pháp nào để mà điều trị cái bệnh này thưa bác sĩ? Thì đầu tiên tôi xin nói là đột quỵ là khi mà mình gặp những bệnh nhân như vậy, người bệnh như vậy, thì tôi lại thấy có một dân gian mình á, tức là bà con mình lại hay nghĩ rằng là cái đấy là do trúng gió hoặc là trúng phong. Thế người bà con mình lại hay để nhà cạo gió, rồi thì là chích lẻ, rồi thì vân vân. Đến khi bà con mình thấy không có tiến triển hoặc là càng ngày càng nặng, bà con mình đưa vào viện. Thì lúc đó thực chất đột quỵ nó chỉ quý ở những giờ đầu thôi, đặc biệt là trong 3 đến 6 giờ đầu. Là đấy là cái thời gian vàng mà các cái bệnh viện hiện đại người ta có thể can thiệp để giúp cho bà con cứu được người bệnh. Thì nhiều khi lại rất là nhiều người bệnh, chỉ có 3-5% là người bệnh đột quỵ đến được bệnh viện trong thời gian này. Đấy, tôi xin nói ngay, đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên khi bị đột quỵ
thì tôi xin nói rằng là bà con mình nhanh chóng và đưa vào bệnh viện. Thế còn vào bệnh viện chúng tôi thì tất nhiên là hiện nay khoa học, với cái đà phát triển khoa học này thì người ta có rất nhiều các biện pháp. À, ví dụ như là với những trường hợp tắc mạch máu não thì người ta có thể dùng những cái thuốc để làm cho tan cục máu đông, hoặc là người ta có thể lấy cái cục máu đông, cục huyết khối á, máu đông bằng dụng cụ, là người ta đưa một cái dụng cụ lên cái mạch máu mà có cái cục máu đông, sau đó người ta hút cái huyết khối. Hoặc là chảy máu não hiện nay thì người ta phần lớn là người ta cũng sẽ cân nhắc cái chuyện mà phẫu thuật lấy máu tụ, bởi vì là người ta thấy lấy máu tụ ra nhiều khi kết quả nó cũng không có khả quan. Thế tuy nhiên hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, như là bệnh viện Nhân dân 115 chẳng hạn, người ta có cái hệ thống robot để người ta có thể là phẫu thuật lấy máu tụ. Như bác sĩ tiến sĩ Quốc Đình Thắng chia sẻ thì Trần Toản cũng cảm thấy mọi người thường rất là chủ quan với sức khỏe của mình, và có thể vì điều đó mà không chỉ là đột quỵ đâu mà căn bệnh ung thư hiện nay rất là nhiều người lo lắng, thì cái tỷ lệ tử vong của người Việt Nam cũng rất là khá cao, đúng không ạ? Vậy thì như vậy thì là về đột quỵ thì chúng ta cần phải đưa đến bệnh viện sớm nhất, trong cái thời gian sớm nhất có thể, trong thời gian vàng để các bác sĩ có thể can thiệp để cứu được được bệnh nhân. Vậy thì đối với căn bệnh ung thư thì sao thưa bác sĩ? Ung thư thì tại sao mà nó lại nguy hiểm và nó lại gây cái tử vong nhiều như vậy? Cái bệnh ung thư này thì giống như dân gian mình hay nói á, người ta gọi là trời kêu ai người đấy dạ. Kể cả ngành y chúng tôi cũng rất nhiều nhân viên y tế bị ung thư. Tại sao lại như vậy? Thì ung thư này phần lớn nó phát triển ra là do cái đột biến gen. Mà cái đột biến gen này thì chúng ta lại rất là thường gặp, 80% là đột biến gen là do yếu tố từ môi trường. Ví dụ như là thức ăn, như những thức ăn cháy khét, rồi những cái lạc mốc, gạo mốc, vân vân, thì nó có thể gây ra tác động. Rồi nó có thể do, kể cả nó có những tia ánh nắng mặt trời, rồi nó có ra những hóa chất mà chúng ta tẩm ướp vào những cái thực phẩm, nó cũng có thể gây ra ung thư. Rồi có thể là do virus, ví dụ như là virus viêm gan B, C, đấy, nó cũng có thể gây ra ung thư. Nhưng mà đặc biệt là 10% lại là do yếu tố bên trong, tức là có thể là không có tác động nào của bên ngoài cả, nhưng mà người ta đã có sẵn những cái gen mà nó có thể gây ra ung thư, hoặc là do cái sức đề kháng của cơ thể. Tại vì trong cơ thể chúng ta có mắc bệnh hay không mắc bệnh, nó phụ thuộc vào cái đề kháng. Thế thì cái đề kháng đó mà mạnh thì kể cả ung thư có khi cũng không bị, nhưng đề kháng yếu thì có thể bị ung thư. Vậy thì cái cách mà em Toản nghĩ rằng là nên thực hiện đó là chúng ta thường xuyên là tầm soát và kiểm tra sức khỏe, đúng không ạ? Để mà mình biết được để điều trị sớm. Vâng, thưa bác sĩ, là cũng giống như là đột quỵ thì có lẽ là ung thư nếu mà chúng ta điều trị sớm và cộng với y học hiện nay thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái cách để mà điều trị hiệu quả, đúng không ạ? Đây là một cái câu hỏi rất là hay, bởi vì người ta nói rằng thế này, từ khi mà bắt đầu tế bào đột biến đến khi nó phát thành khối u chỉ bằng 1 cm khối thôi, là mất 20 năm. Vậy thì cái quá trình để nó từ một tế bào đột biến biến thành một khối u, mà cái khối u này tôi xin nói nếu phát hiện sớm ngay từ cái giai đoạn nó chỉ mới có bằng đầu ngón tay thôi, là hoàn toàn cái khả năng chữa khỏi hoặc là kéo dài sự sống là rất là tốt. Nhưng một phần lớn người Việt Nam mình thì lại hay phát hiện ra ung thư khi nó đã giai đoạn muộn, tức là khi nó bắt đầu nó xâm lấn rồi nó di căn. Cho nên tại sao ung thư mà người ta sợ như vậy? Và đặc biệt tôi cũng xin lưu ý nó có một chi tiết này, tức là điều là khi mình phát hiện ra ung thư thì các cái biện pháp điều trị ung thư, đặc biệt là các biện pháp hiện đại, thì nó lại rất là tốn kém. Và nhiều người thì lại không đủ khả năng chi phí để điều trị ung thư. Cho nên cái ung thư nó làm cho người Việt Nam mình rất là sợ, bởi hai yếu tố, một là phát hiện muộn và hai là chi phí nó quá cao. Thế còn các dấu hiệu thì nói chung nó chỉ có một đặc điểm chung như thế này, tức là bình thường mình hay có những cái triệu chứng bệnh, ví dụ như ho, ví dụ như tiểu ra máu, cầu ra máu, rồi có cả những vết loét ở lưỡi rồi miệng vân vân, thì nó chỉ là một cái bệnh bình thường. Nhưng mà khi những cái dấu hiệu này mà nó dai dẳng, khó chữa, điều trị mãi mà nó không khỏi, nó cứ bị tái đi thế lại, thì chúng ta phải nghĩ tới ung thư. Về cần chi phí điều trị của các bệnh ung thư và đột quỵ thì sao thưa bác sĩ? Những liệu pháp tốt như hiện nay, ví dụ như là gì ạ, hóa trị, xạ trị, phẫu thuật, thì cái điều trị ung thư đó nó cũng phải là kéo dài và nó cũng rất là tốn kém, lên đến hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Nhưng mà với những liệu pháp hiện nay, ví dụ như là hiện nay nó có những cái thuốc là người ta gọi, chúng tôi gọi là liệu pháp nhắm trúng đích, tức là khi uống thuốc vào thì nó chỉ đánh vào tế bào ung thư, nó không đánh vào các tế bào khác. Hoặc là gì ạ, liệu pháp miễn dịch, để mà nó có thể giúp cho điều trị ung thư rất là tốt, làm cho khối u nó không di căn, vân vân. Nhưng mà cái chi phí của nó thì nó phải từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng. Cái căn bệnh đột quỵ hiện nay đấy, như tôi nói, nó có những biện pháp rất là tốt, ví dụ như lấy huyết khối.
Nhưng mà tôi đơn cử là lấy huyết khối hiện nay cũng phải là một phải tính là 100 triệu đồng một lần để lấy huyết khối. Và hiện nay thì các cái bảo hiểm y tế hiện nay thì chi phí cho những kỹ thuật cao như vậy thì nhiều khi người ta cũng chưa có chi trả đầy đủ. Nhiều khi tôi cũng nói thật luôn là cũng có nhiều người bệnh cũng không có đủ chi trả thì cũng rất là đáng tiếc. Cũng xin chia sẻ với bác sĩ là đối với Bảo Vệ Nhân Thọ, các sản phẩm của bảo hiểm thì cũng đã có những cái sản phẩm chuyên về ung thư và đột quỵ, hay có những cái sản phẩm chuyên về ung thư và cái mức chi trả rất là cao ạ. Ví dụ như là ở giai đoạn đầu thì có thể chi trả 50% số tiền bảo hiểm, hoặc là có rất là nhiều những cái chi phí nằm viện hay là phẫu thuật vân vân, thì điều đấy cũng rất là giúp ích cho người dân. Với ngành y chúng tôi, nhiều khi tôi làm ở cái khoa hồi sức là cái khoa mà nó rất nhiều máy móc để giúp cho bà con mình lấy lại sự sống, nhưng mà chi phí nó cũng rất là tốn kém. Và chúng tôi cũng thấy có nhiều cái trăn trở là gì ạ, là bà con mình không phải ai cũng có đủ cũng 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 có nhiều tiền, có những bà con rất là nghèo. Thì khi mà mình ở trong cái tình trạng phải chi phí lớn như vậy thì là thì phải nói là làm cho bà con mình nhiều khi rất là khổ, không những người bệnh mà còn cả gia đình. Cho nên tôi cũng rất thích là Bảo Việt Nhân Thọ, dù sao nếu có Bảo Việt Nhân Thọ cũng đã giúp một phần rất là nhiều trong cái chi phí khám chữa bệnh. Cho nên nếu mà bà con mình có bảo hiểm nhân thọ thì tôi xin nói rằng là cũng sẽ giúp chúng tôi rất là cảm thấy rất là tốt, bởi vì nó làm cho những người thầy thuốc như chúng tôi sẽ không quá áy náy khi mình dùng những cái biện pháp hoặc những thuốc đắt tiền hoặc những biện pháp kỹ thuật cao đắt tiền cho người bệnh. Vâng ạ, chúng tôi cũng xin thay mặt những người làm chương trình thì rất là cảm ơn tình cảm mà bác sĩ Vũ Đình Thắng đã dành cho khách hàng của Bảo Việt Nhân Thọ, cũng như là đã dành cho Bảo Việt Nhân Thọ, bởi vì tôi cũng được biết rằng là rất là nhiều những cái đơn vị mời bác sĩ Thắng, nhưng mà bác sĩ Thắng thì vẫn gắn bó với Bảo Việt Nhân Thọ, doanh nghiệp bảo hiểm Việt duy nhất trên thị trường. Kính chào quý bà con cô bác, và mong rằng quý bà con cô bác sẽ cảm thấy rằng là đột quỵ và ung thư thì rất là đáng sợ, nhưng mình sẽ cố gắng làm sao mình không bị, và khi bị thì mình cũng biết cách để mình điều trị nó. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Đình Thắng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.